Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng B số sàn, quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios E. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và mới lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi. Rất là mới, rất là đẹp, màu trắng, quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 288 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E số sàn 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E 2018 này các bạn nhé. Hiện nay thì tại cửa hàng chúng tôi đang có mấy chiếc xe Toyota Vios cơ. Đây là Vios E 2016 và chiếc xe này 2018, 19 cho đến 21 chúng tôi đều có hết luôn bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản E số sàn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này thì lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Toyota Vios 1.5e số sàn 2018 này các bạn nhé. Chỉ 5,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu như chạy trong đô thị 7,3 lít, nếu như ngoài đô thị chỉ 5 lít thôi. Rất tiết kiệm nhiên liệu bạn nhé. Chính vì nó tiết kiệm nhiên liệu ở phiên bản số sàn này cho nên là rất nhiều người mua những chiếc xe số sàn này về để chạy gia đình, chạy dịch vụ cũng có hết luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đây là về cái phần sườn bên phụ này. Nước sơn còn rất là phẳng, rất là đẹp này. Ba là sốc sau này, cốp này còn nguyên bản nguyên zin hết. Đèn cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát hay là nứt vỡ gì các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ những phần chữ logo đều rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị đầy đủ option rồi, từ màn hình Android to này, camera lùi này, đấy đủ hết luôn các bạn nhé. Toàn bộ về những gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Và về phần ba đợt sốc trước, đây là cái phần đầu và phần ba đợt sốc trước các bạn xem. Đèn cũng còn nguyên, chưa có bị đứt vỡ gì cả các bạn này. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ cả đèn gầm rồi, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ cánh cửa này còn nguyên zin, tắp đi cánh cửa này rất là mới luôn bạn nhé. Chiếc xe này là được thiết kế với nội thất là màu kem và nội thất ghế da đầy đủ màu kem rồi bạn nhé. Nỉ trần đây các bạn này, chiếc xe này thì chưa có bọc trần, vẫn còn nguyên nỉ này. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì mới lăn bánh có hơn 9 vạn km thôi đây các bạn này. Cụ thể là 9 vạn 2 km rồi này. Màn hình Android to này, đấy rất là đẹp luôn. Nội thất ghế da rất đẹp, trải sàn da đầy đủ rồi. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, sản xuất tại Việt Nam, Toyota Việt Nam luôn các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ ngoại thất và nội thất đều rất là mới như này đây ạ. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ keo chỉ này, tắp đi cánh cửa này, nội thất hàng ghế sau này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Một chiếc xe rất là mới đều đấy ạ. Từ ghế da này cho đến sàn da này, đấy đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Và đây là cái cốp sau, cốp sau các bạn nhá, từ những ốc cốp sau còn nguyên zin này, keo chỉ cốp sau cũng nguyên zin luôn này. Đấy, là phần cốp sau đây các bạn này, còn nguyên zin hết này. Đấy, nguyên zin từ keo chỉ này cho đến những cái tấm chắn cốp này, nỉ chắn cốp này, nỉ cốp sau này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn này. 2018 với dung tích 1.5 lít. Đấy, và đây là lốp sơ cua. Lốp xe cua của chiếc xe tất cả là còn nguyên zin hết và đều rất đẹp luôn bạn nhé. Đẹp từ những cái phần nỉ này. Và đây là cái tắp bi cánh cửa phía sau bên phụ của quý vị các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin, tắp bi cánh cửa còn rất đẹp này. Đấy, từ ghế ra, cần nỉ này, nội thất hàng ghế sau này đều rất đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, lót sàn này, đấy, đều rất là mới này.
Và đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên phụ, keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này. Đấy, đây là phần keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa còn nguyên zin và còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Màn hình ZTEC rất là to xịn rồi này. Đấy, màn hình ZTEC rất to xịn luôn bạn nhé. Đấy, và nội thất ghế da đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe của bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E 2018 này là một cái khối động cơ xăng đua VVT-i với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Và tất cả ở cái phần động cơ của chiếc xe này là cũng còn nguyên bản này, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì đâu quý bạn nhé. Còn nguyên zin hết này, zin từ ốc cabo này đến keo chỉ cabo này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên zin luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm va gì cả này. Đấy, còn nguyên bản hết này, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp các bạn nhé. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi rồi đấy, cho nên là bây giờ quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc sang tên, bấm biển mới là xong thôi. Đấy, rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios E 2018, số sàn lăn bánh hơn 9 vạn km này các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 288 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Ngoài ra chúng tôi còn đang có những chiếc xe khác đời thấp hơn hoặc những chiếc xe khác đời cao hơn, màu khác, màu vàng, màu đen chúng tôi đều có hết luôn các bạn nhé, kể cả là màu đỏ chúng tôi cũng đang có hết luôn ạ. Đấy, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì hãy liên hệ ngay các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Yeah.